Vâng, xin chào các bác. Mọi người đến đây đỉnh Phan Xi Păng chắc chắn sẽ nhiều người bỏ qua cái khu vực này. Chỉ mỗi khu vực này có băng giá thôi. Xa xa đằng kia thì vẫn xanh màu cỏ, màu cây cây rừng rất là xanh. Đây. Trong vắt. Có lẽ dần dần tôi đã thích nghi được với thời tiết nơi đây. Lúc nãy lên run như cầy sấy, bây giờ đỡ rồi. Cái chỗ này trắng bệch này. Càng về chiều có vẻ càng vắng. Kia đỉnh Phan Xi Păng là chỗ kia kìa. Rồi chán là trở lên nữa. Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát tát vào mặt. Ui, chẳng hiểu toàn băng giá rồi. Chúng ta cùng phóng mắt về đằng kia. Bầu trời đang ngăn được một vạch mực. Rồi, bầu khí quyển đang ngăn bầu trời này. Rất là vật vã. Vật vã thở không ra hơi nữa rồi. Lắm đền chùa miếu mạo thật đấy. Không thể nhờn được cái đất này. Tập đoàn Sun Group. Méo cả mồm không đọc rồi. Cóng quá. Tài trợ. Tôi cùng zoom cho mọi người nhìn thấy nhá. Đây, phía này là phía Tam Đường Lai Châu rồi. Đấy. Tối quá nhỉ. Đây rồi. Đẹp chưa? Vật vã chưa? Vãi cứt chưa? Đấy. Đấy, bầu trời được chia làm hai phần nhá. Đẹp lắm. Những cây đây băng giá này không biết là có sống được không. Quan Thế Âm Bồ Tát tát vào mặt. Không có gì đâu mà. Khắp nơi nơi băng tuyết phủ kín. Mệt quá. Một rừng Đỗ Quyên. Đỗ Quyên này là sắp chết rồi. Đây là chín một trong những chín vị La Hán ở khu vực đây. Đây người ngồi kẻ nằm, đứng đắn quỳ đắn, nằm đắn bò đắn chân đắn các kiểu. Chín vị La Hán nhá. Điện thoại sắp hết dung lượng bộ nhớ rồi nên không. Đây. Ui, nhiều vị không phải chín vị nữa. Ôi nhiều quá. Người đứng kẻ nằm, kẻ ngồi, vạ vật. Ôi. Những cây này gục cái giống đường này, gãy gục. Tôi bảo leo núi.